Xin chào tất cả các em. Như vậy là ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu một cái hình thức phân bào có thôi phân bào, đó chính là nguyên phân hay còn gọi là phân bào nguyên nhiễm. Vì sao lại gọi là phân bào nguyên nhiễm? Bởi vì kết quả của nó là tạo ra hai tế bào con, nhưng nó có bộ nhiễm sắc thể giống hệt mẹ về cả số lượng và hình thái, và đó là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu sang một cái hình thức phân bào có thôi phân bào giống như nguyên phân, đó chính là giảm phân. Tuy nhiên giảm phân này nó chỉ diễn ra vào thời kỳ chính của tế bào sinh dục, và đặc biệt là giảm phân này nó có hai lần phân bào liên tiếp. Tuy nhiên ở kỳ trung gian thì chỉ có lần phân bào thứ nhất, thì ở kỳ trung gian nhiễm sắc thể mới tự nhân đôi. Còn kỳ trung gian ở lần phân bào thứ hai á, thì diễn ra một thời gian rất là ngắn và nhiễm sắc thể không có quá trình tự nhân đôi. Và đây chúng ta thấy là mỗi cái lần phân bào như vậy á, kể cả giảm phân lần thứ nhất và giảm phân lần thứ hai thì đều trải qua 4 cái kỳ, đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Bây giờ các bạn quan sát cho cô cái hình 10, đây chính là cái sơ đồ giảm phân. Rồi, như vậy là cái bảng này nó tương đối dài cho nên cô sẽ chia nó ra làm hai. Và chúng ta sẽ quan sát những cái diễn biến của nhiễm sắc thể ở lần giảm phân thứ nhất. Sau đó là chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái diễn biến của nhiễm sắc thể ở lần giảm phân thứ hai. Bây giờ các bạn nhìn thấy cho cô này, đây chính là cái lần giảm phân thứ nhất, thì gồm có kỳ trung gian ở chiếm một thời gian rất là lớn, rồi đến kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Thì bây giờ các bạn hãy nhớ cho cô này, ở kỳ trung gian này á, thì nhiễm sắc thể ở cuối kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể sẽ bắt đầu tự nhân đôi. Từ một nhiễm sắc thể đơn sẽ thành một nhiễm sắc thể kép, tức là nó sẽ gồm hai chromatid và nó đứng với nhau ở ngay tâm động. Rồi đây là những diễn biến tiếp theo của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu này, kỳ giữa này, kỳ sau này, kỳ cuối này. Đây là 4 kỳ của lần giảm phân thứ nhất. Bây giờ chúng ta nhìn cho cô ở lần giảm phân thứ hai nha. Rồi như vậy bây giờ các bạn có thể quan sát, đây là lần giảm phân thứ hai, đây là kỳ trung gian của lần giảm phân thứ hai. Nhiễm sắc thể không tự nhân đôi và đặc biệt là nó diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Và đây là kỳ đầu này, kỳ giữa này, kỳ sau này và kỳ cuối. Và đây là kết quả của quá trình giảm phân, các tế bào con được tạo ra sau quá trình giảm phân. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái hình 10 sơ đồ giảm phân này kết hợp với những thông tin ở phần 1 la mã và phần 2 la mã, đó là những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân 1 và giảm phân 2. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng ở trang 32. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là ở lần phân bào thứ nhất á, thì kỳ trung gian này thì nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh, và đến cuối kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể sẽ bắt đầu tự nhân đôi. Như vậy từ một nhiễm sắc thể đơn thì sẽ thành gì? Một nhiễm sắc thể kép. Mà một nhiễm sắc thể kép thì nó sẽ gồm hai chromatid và nó đính nhau ở tâm động, đúng chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu sang diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu trong cái lần giảm phân thứ nhất. Thì chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể kép này nó bắt đầu gì đây? Bắt đầu xoắn lại và bắt đầu co ngắn. Và đặc biệt là các nhiễm sắc thể kép trong cái cặp tương đồng á, thì nó sẽ tiếp hợp với nhau theo chiều dọc. Chúng ta thấy này, tiếp hợp với nhau theo chiều dọc. Và ở đây nó có thể bắt chéo với nhau, rồi sau đó thì chúng sẽ tách rời nhau ra. Như vậy đây cũng chính là căn nguyên mà sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sang một số dạng đột biến của nhiễm sắc thể mà có thể xảy ra ở cái kỳ đầu của lần giảm phân thứ nhất. Như vậy là ở lần này chúng ta ghi cái gì này? Nội dung đầu tiên chúng ta ghi đó là gì? Các nhiễm sắc thể kép nó sẽ xoắn và co ngắn. Các nhiễm sắc thể kép, chúng ta thấy ở đây là nó bắt đầu xoắn lại. Sau khi xoắn thì nó sẽ bắt đầu co ngắn. Và đây chúng ta biết là nhiễm sắc thể tồn tại trong tế bào thì nó luôn luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. Cho nên các cái nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng này nó cũng làm gì đây? Tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo nhau. Tiếp hợp theo chiều dọc và cái này nó nhỏ quá cho nên cô chuyển qua cái bảng sẵn để chúng ta dễ thấy hơn nha. Rồi như thế này cho nhanh nha. Như vậy chúng ta thấy là gì đây? Ở cái kỳ đầu này chúng ta quan sát nhiễm sắc thể thì chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể kép nó sẽ xoắn.
và có co ngắn. Và các cái nhiễm sắc thể ghép trong cái cặp tương đồng này, chúng ta thấy đây này, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh, đây là trong cái cặp tương đồng. Chúc bắt đầu như thế nào đây? Tiếp hợp với nhau theo chiều dọc, và có thể chúng bắt chéo lại với nhau nữa, và sau đó thì chúng sẽ tách rời nhau ra. Rồi bây giờ diễn biến của nhiễm sắc thể sang đến kỳ giữa, thì đây chúng ta thấy kỳ giữa này như thế nào đây? Đó là các nhiễm sắc thể ghép trong cái cặp tương đồng này, chúng tập trung và xếp thành mấy hàng đây? Xếp thành hai hàng song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Và đặc biệt lúc này là cái tâm động này nó sẽ bắt đầu đính vào cái sợi tơ của thoi phân bào. Chúng ta lưu ý thật kỹ điều này để lát nữa chúng ta sẽ so sánh với cái quá trình nguyên phân. Rồi, đó là diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ giữa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ sau. Thì chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể ở kỳ sau đây này, đó là gì đây? Các cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng nó sẽ phân ly độc lập và tổ hợp tự do về hai cực của tế bào. Đây cũng chính là cái nguyên nhân mà bữa trước chúng ta tìm hiểu về cái bài tập các cặp gen đó. Chúng ta thấy các gen thì nó nằm trên nhiễm sắc thể. Như vậy là cái nhiễm sắc thể này nó sẽ phân ly về hai cực này, bắt đầu phân ly về hai cực. Như vậy thì nó có thể ví dụ như cái gen A lớn này nó nằm trên nhiễm sắc thể màu đỏ này. Rồi cái gen A nhỏ này nằm trên nhiễm sắc thể màu xanh này. Đây là một cặp tương đồng. Ví dụ như A lớn bên này nó có thể phân ly về bên này đi chung với B lớn, hoặc cũng có thể nó phân ly về bên này thì đi chung với B nhỏ ở bên này. Như vậy đây chúng ta thấy là các cái cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng này nó phân ly độc lập và tổ hợp tự do về hai cực của tế bào. Đây là từng nhiễm sắc thể kép trong cái cặp tương đồng phân ly, chứ không phải là bản thân mỗi nhiễm sắc thể kép phân ly, chúng ta phải phân biệt. Bởi vì bữa trước chúng ta học ở quá trình nguyên phân á, đó là các nhiễm sắc thể kép nó tách nhau ở tâm động và phân ly về hai cực. Còn ở đây chúng ta thấy đây là các cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng đang ở trạng thái kép và nó phân ly. Và cuối cùng là chúng ta tìm hiểu sang đến cái kỳ cuối. Sang đến kỳ cuối thì chúng ta thấy là các cái nhiễm sắc thể kép này nó như thế này này, nằm gọn trong hai cái màng nhân mới được hình thành với số lượng là bộ đơn bội, nhưng mà ở đây là bộ đơn bội kép. Có nghĩa là bản thân mỗi chiếc của nó vẫn gồm hai chromatid và nó đính với nhau ở tâm động. Như vậy ở đây kết thúc của quá trình phân và giảm phân thứ nhất thì tạo ra hai tế bào mới. Hai tế bào mới này có bộ nhiễm sắc thể là bộ đơn bội, nhưng mà đơn bội ở đây là đơn bội kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem thử là diễn biến của nhiễm sắc thể ở cái lần giảm phân thứ hai nó diễn ra như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái diễn biến của nhiễm sắc thể ở lần phân bào thứ hai. Thì chúng ta thấy này, đây là lần phân bào thứ hai. Như vậy là bước vào kỳ trung gian của lần phân bào thứ hai thì lúc này chúng ta thấy có hai tế bào, và trong hai tế bào này nó có nhân của nó là chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội N, nhưng mà N đây là N kép. Rồi bước vào kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối, và đây là kết quả của quá trình giảm phân. Như vậy thì chúng ta thấy là ở cái kỳ trung gian này thì không giống như kỳ trung gian của lần giảm phân thứ nhất. Nhiễm sắc thể nó không tự nhân đôi, và thời kỳ này diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Rồi bước vào cái quá trình giảm phân thứ hai thì chúng ta thấy ở kỳ đầu thì chúng ta thấy nhiễm sắc thể như thế nào đây? Nhiễm sắc thể lúc này nó như thế nào đây? Co lại và cho thấy số lượng nhiễm sắc thể kép trong cái bộ đơn bộ. Chúng ta thấy đây, mỗi nhiễm sắc thể gồm hai chromatid đính với nhau ở tâm động đây, và đây chính là bộ đơn bộ, nhưng mà bộ đơn bội kép đó chính là kỳ đầu. Nhiễm sắc thể co lại cho thấy bộ số lượng nhiễm sắc thể kép trong bộ đơn bội. Tiếp theo thì đến kỳ giữa này thì tương đối gần giống với nguyên phân, đúng không? Đó là các nhiễm sắc thể kép này bắt đầu đính vào cái sợi tơ của thoi phân bào ở ngay tâm động, và nó xếp thành cái một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào, xếp thành một hàng như thế nào. Rồi sang đến kỳ sau thì chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể kép này lúc này nó mới bắt đầu gì đấy, tách nhau ở tâm động và phân ly về hai cực của tế bào, giống như trong nguyên phân nha. Rồi sang đến kỳ cuối thì như thế nào đây? Sang đến kỳ cuối thì chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể này ở trạng thái là đơn, nhưng mà đây là gì, không còn kép nữa, mà đây chính là bộ nhiễm sắc thể đơn bội, và nó nằm gọn trong cái hai cái nhân mới được hình thành, và kết quả là hình thành. Như vậy chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể đơn sẽ nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội N nhiễm sắc thể. Và đây chúng ta cũng thấy được cái kết quả của quá trình giảm phân là tạo ra mấy đây, tạo ra
bốn tế bào con, nhưng bộ nhiễm sắc thể chỉ còn là gì? N nhiễm sắc thể, giảm đi một nửa so với tế bào mẹ ban đầu. Và cũng đây cũng là cơ chế mà hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu, bởi vì đây chính là diễn ra ở cái thời kỳ gì đây, thời kỳ chính của tế bào sinh dục, và đây là tạo ra các cái giao tử, và giao tử này chỉ chứa N nhiễm sắc thể, thì khi kết hợp giữa giao tử đực chứa N nhiễm sắc thể kết hợp với giao tử cái chứa N nhiễm sắc thể thì hợp tử được tạo thành, sẽ chứa 2N nhiễm sắc thể, có bộ nhiễm sắc thể giống như cái loài của mình, đúng chứ nào. Mà cái giảm phân này là một trong những cái cơ chế để mà duy trì cái bộ nhiễm sắc thể ổn định của loài qua các thế hệ tế bào cũng như cơ thể, qua các thế hệ cơ thể, đúng chứ nào. Rồi như vậy bây giờ chúng ta tổng kết lại nha. Rồi chúng ta tìm hiểu đây là những diễn biến, những biến đổi cơ bản của nhiễm sắc thể ở các kỳ, gồm cả kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối của lần phân bào thứ nhất và lần phân bào thứ hai. Còn đối với kỳ trung gian của lần phân bào thứ nhất thì cô nhắc lại đó là nhiễm sắc thể bắt đầu tự nhân đôi, diễn ra trong một thời gian rất là dài. Còn ở lần phân bào thứ hai thì kỳ trung gian diễn ra thời gian ngắn và các nhiễm sắc thể không tự nhân đôi. Rồi đây là thời kỳ đầu này của lần phân bào thứ nhất. Các nhiễm sắc thể kép xoắn co ngắn, các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo, sau đó là tách rời này. Và kết quả của kỳ trang đến kỳ cuối thì nó cũng tạo được hai cái tế bào, nhưng mà chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội, đây là đơn bội kép. Sang đến lần phân bào thứ hai thì chúng ta thấy kết quả của nó là tạo thành gì mấy đây? Bốn tế bào, tuy nhiên có bộ nhiễm sắc thể đó là bộ gì? Bộ đơn bội. Và đây cũng chính là cơ chế duy trì cái bộ nhiễm sắc thể ổn định qua các thế hệ của một loài. Bây giờ cái bài học ngày hôm nay thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần nguyên phân rồi, cho nên chuyển qua cái phần giảm phân này rất là đơn giản, phải không nào. Rồi bài học thì kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem thử là những cái câu hỏi cuối bài xem thử có khó hay không nha. Rồi câu hỏi thứ nhất là nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kỳ của giảm phân, thì chúng ta xem lại cái bảng nha. Rồi câu hỏi thứ hai, tại sao những diễn biến của nhiễm sắc thể trong kỳ sau của giảm phân thứ nhất là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội N nhiễm sắc thể ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân? Rồi, như vậy bây giờ cô giả sử như thế này nha, để trả lời được câu hỏi này này. Bây giờ cô giả sử là bây giờ chúng ta có hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng đi, thì cô sẽ ký hiệu hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng đó là cặp thứ nhất, đó là A lớn và A nhỏ, là một cặp đúng nha. Cặp thứ hai đó là B lớn và B nhỏ. Như vậy chúng ta thấy là nhiễm sắc thể thì nó luôn luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. Và ở đây chúng ta thấy là gì đây? Đây là một cặp này, một chiếc có nguồn gốc từ bố này, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Đây cũng vậy, một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Như vậy khi ở quá trình cuối của kỳ nguyên phân, ở lần giảm phân thứ nhất, thì nhiễm sắc thể sẽ bắt đầu tự nhân đôi và nó sẽ thành một nhiễm sắc thể kép, bao gồm hai chromatid dính nhau ở tâm động. Như vậy chúng ta thấy nếu nó tự nhân đôi thì anh này sẽ thành là gì? AA này, AA này, đúng chưa? Chúng ta thấy nó tự nhân đôi thì nó sẽ trở thành như thế này, ở trạng thái như thế này. Rồi sang đến cái kỳ giữa thì chúng ta thấy là trong cái cặp tương đồng này á thì nó sẽ xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo. Như vậy ở đây cô xếp thành hai hàng nha. Đây, cặp thứ nhất nó xếp thành này một hàng. Rồi cặp thứ hai là tiếp tục xếp thành một hàng, đúng chưa nào? Đấy. Rồi, như vậy sang đến kỳ sau thì ở đây chúng ta thấy là gì đây? Nhiễm sắc thể nó sẽ bắt đầu như này, cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng nó sẽ tách nhau ra và đi về hai cực của tế bào. Như vậy là nó đi về bên này, đây là một cực, rồi đi về bên này, đây là một cực, đúng chưa nào? Như vậy ở đây giải thích được vì sao về nguồn gốc nhiễm sắc thể trong cái bộ đơn bội sau này. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là đây này, cái anh này sẽ về và nằm ở trong một tế gọn trong một tế bào. Rồi anh này sẽ đi về và tách và nằm gọn trong một tế bào. Như vậy rõ ràng là tế bào bên này sẽ chứa cái bộ nhiễm sắc thể khác với ở bên này, khác nhau về nguồn gốc. Nó có thể là chứa cái cặp nhiễm sắc thể của bố hoặc chứa cặp nhiễm sắc thể của mẹ. Và đây cũng giải thích vì sao mà các gen nó phân ly độc lập và tổ hợp tự do này. Trong trường hợp này á thì chúng ta thấy là đây là lần giảm phân thứ nhất. Sang đến lần giảm phân thứ hai thì tiếp tục anh này là tách nhau ra, anh này là tách nhau ra, đúng không? Như vậy chúng ta thấy có A lớn, B lớn đi về một tế bào, A lớn, B lớn này, chưa? Anh này A nhỏ B nhỏ, anh này A nhỏ B nhỏ, kết quả là tạo ra bốn cái giao tử, đúng chưa? Tuy nhiên cũng có trường hợp ví dụ như khi mà chúng xếp thành một hàng
hai hàng ở kỳ giữa của lần giảm phân thứ nhất thì giả sử như anh A lớn này, rồi A nhỏ đây. Nhưng mà cái anh B nhỏ không xếp bên này mà ảnh lại xếp ở bên này đây. Rồi anh B lớn lại xếp bên này thì chúng ta lại có trường hợp khác đúng không? Hai này sẽ đi về một tế bào. Rồi đến lần giảm phân, đến kỳ sau của lần giảm phân thứ hai thì kết quả là tạo ra đây cái loại giao tử này, A lớn B nhỏ. Đấy, như vậy bây giờ chúng ta giải thích được vì sao rồi đấy, đúng chưa nào? Như vậy là ở đây chúng ta thấy là gen thì nằm trên nhiễm sắc thể, mà nhiễm sắc thể có quá trình tự nhân đôi thì gen cũng tự nhân đôi. Rồi nhiễm sắc thể có sự phân ly thì gen cũng tự phân ly. Và sự phân ly của nó là dựa vào cái kỳ sau này, nó có thể xếp thành hàng một cách lộn xộn, từng cặp có thể xếp bên này hoặc là bên kia. Cho nên kết quả tạo ra là gì đây? Cái bộ nhiễm sắc thể đơn bội này có thể là cùng nguồn gốc là từ bố hết, hoặc là có thể khác nguồn gốc. Từ chiếc đây là từ bố này và chiếc đây là từ mẹ, đúng chưa? Thì và chúng có thể là khác nhau về nguồn gốc trong cái bộ nhiễm sắc thể, trong bộ đơn bội ở các cái tế bào con được tạo thành qua giảm phân. Như vậy ở đây chúng ta thấy là các cái loại giao tử thì tạo ra là 4 loại giao tử. Tuy nhiên ở trên thực tế chúng ta thấy cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng á, thông thường thì nó nếu gọi N là cái số cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì số loại giao tử được tạo ra có thể là sẽ là 2 mũ N. Vì trong tế bào thì thường chứa khi nhiều cặp nhiễm sắc thể tương đồng, rất là nhiều cặp, đúng như nào. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần thứ ba, đó là nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân. Ở đây người ta chỉ yêu cầu chúng ta nêu ra cái cơ bản thôi, cho nên chúng ta không có cần phải nêu ra nhiều. Thì ở đây cô có một cái bảng để cho thấy được cái sự khác nhau cơ bản của bộ nhiễm sắc thể ở lần nguyên phân và ở giảm phân, xem thử nó khác nhau ở thế nào nè. Như vậy thứ nhất là nguyên phân thì xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và cả tế bào sinh sản, nhưng không phải vào thời kỳ chính. Tuy nhiên ở giảm phân thì nó chỉ xảy ra ở gì? Tế bào sinh dục, vào thời kỳ chính của tế bào sinh dục. Thời kỳ chính của gì? Là tế bào sinh dục. Rồi, đối với giảm phân thì nó gồm hai lần phân bào liên tiếp, nhưng mà đối với nguyên phân là chỉ có gì? Chỉ có một lần phân bào. Và kết quả của quá trình nguyên phân là tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể như nhau và giống với mẹ. Nhưng ở đây tạo ra mấy? 4 tế bào con và có bộ nhiễm sắc thể là N. Đó nghĩa là bộ đơn bội giảm một nửa so với mẹ. Rồi chúng ta làm phần bài tập số 4 nha. Ruồi giấm có 2N bằng 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kỳ sau của giảm phân thứ hai. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn trong các trường hợp sau đây? Câu A là 2, câu B là 4, câu C là 8 và câu D là 16. Bây giờ chúng ta tính nha. Như vậy tế bào ruồi giấm khi bước vào quá trình giảm phân á, thì nó sẽ tự nhân đôi. Như vậy 2N tự nhân đôi lên thì đây 8 tự nhân đôi thì sẽ thành 16, đúng chưa? Rồi 16 tế bào. Một tế bào ruồi giấm đang ở kỳ sau của lần giảm phân thứ hai. 16 ở đây là 8 kép. À, 8 kép như vậy đến kết thúc của lần phân bào thứ nhất á, thì mỗi cái tế bào nó sẽ chứa là bao nhiêu? 8 nhiễm sắc thể kép, đúng như nào? Thì bây giờ 2N mà nhân đôi lên thì sẽ thành là 16, mà 16 ở đây chính là 8 kép. Bây giờ một tế bào của ruồi giấm đang ở kỳ sau của lần giảm phân thứ hai thì các cái 8 kép này sẽ bắt đầu tách đôi nhau ra thành gì? Thành 8 đơn. Cô nhầm lẫn chỗ này một tí đúng không? Như vậy anh này 2N mà tự nhân đôi lên thì sẽ thành 8 kép. Như vậy kết thúc phần giảm phân thứ nhất á, thì lúc này trong mỗi tế bào nó sẽ chứa bao nhiêu? 4 kép, đúng như nào? Như vậy kết thúc cái phần giảm phân thứ hai chưa phải là kỳ cuối mà mới ở kỳ sau thì 4 kép này sẽ tách rời thành 4 gì? 4 đơn. Như vậy là có 2 lần 4 đơn này, đúng chưa? 4 anh này sẽ đi về một cực tế bào, 4 anh này sẽ đi về một cực tế bào. Tuy nhiên nó vẫn còn nằm trong một tế bào. Sang đến kỳ cuối thì nó mới hình thành một cái vách ngăn để ngăn ra. Cho nên ở đây người ta hỏi là sang đến kỳ sau thì lúc này là 4 đơn thì vẫn là 8 nhiễm sắc thể. Như vậy câu trả lời đây là câu C.
câu C. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi cái clip. Nếu mà chúng ta thấy hay thì hãy chia sẻ để cùng các bạn cùng học, để chúng ta cùng nhau tiến bộ nhé. Và hãy đăng ký vào cái kênh khóa học online của thầy cô để chúng ta đồng hành cùng với việc giải các bài tập liên quan đến nhiễm sắc thể nhé. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.